nên rong cho phun sợi nhớ là khi nào cho bé sợi tôi muốn sử dụng đầu nơ nhớ cho à chặt thông hay sờ vào xem còn nữa khi nào cho bé sợi tôi sẽ xử lý nó nào cứ giờ đăng ký nhận được thông hay là quyền trong khi thấy nhà bé đi đầu chơi chân nhiều xin đầu cho bé tôi sẽ học tiếp còn nữa năm nay nhiều cứ giờ tôi trông tới cậu nữa tên đầu chỉ xua đi tên nó nhập lên mình nhận xin đầu à thế cho mình nhận xin đầu trong cổ xưa tôi nói là cú trong cửa cổ thế tôi nói cú trong thật ra thế rồi tôi nói tôi nói là ơi trong cây thế trong cái trong cú cưng cổ thế cú lo lại tại sao đi cho nó giờ thế cho nhiều cha một sinh đầu ta rồi cho nó tôi nói giờ thế chậm những người sinh trầu xóa tù tôi này là ế tù tôi nói là tôi sẽ lấy khu thế mà đi xa xí xa bế xí bà lấy khu đi chả mà đi xa đón bế xa xa đi chả bây giờ ô tôi dùng khóa trâu ta nè tôi nói nè xa bế nè tôi nói là giá ế tù nhẹ nhu rong cọc cơn cổ thế nè ngắt đi bố bế chân bế là nhanh chừng mọi người trong sự đi bộ khắp đất bọn họ ơi chá bà chá đến đâu đó ơi đó cái này bắt đầu lấy khu nào, bơ. Chị lấy. Bơ phiền cho từng đó, anh nhìn đó. Anh nhìn đây hả, chị, cái nó sao hả? Cô cứ, cô kêu cua. Đó là sao, chị mà? Ờ. Thế nhà là nhà mình nhiều thích tao trâu thế à? Bà sẽ nhạc ở đây là chắc kế hoạch thì tôi là không có sự hiện được sao? Chế từ đó tôi làm sao xa? Cả tôi hỏi đến là ta ra lỡ từ đó hãy nói trái tình cháu nhưng lại cả ta là lại cả ta là chỗ yên khu ồ là cái tụi tích chỉ đoán đầu tiên à trong đó sẽ nói chuyện khu tích mà không chỉ bỏ thì lấy đồ sẽ được cho nhau nhiều đồ của xí xa mình đó sẽ không biết bỏ nó cho mình xin em biết sẽ phải đồ nhau sẽ phải xin nó cho mình xin